Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Rò rỉ ảnh Puka Jin Tuấn Kiệt nghi vấn làm đám hỏi, nhà gái đeo vòng vàng triệu cổ. Puka và Jin Tuấn Kiệt mới đây đã với nghi vấn âm thầm làm đám hỏi khi rò rỉ hình ảnh diện trang phục cô dâu chú rể và khung cảnh khá giống khi làm lễ ăn hỏi. Nhất cử nhất động của Puka và Diên Tuấn Kiệt đang nhận được sự quan tâm từ dân tình. Sáng ngày 13 tháng 9, quản lý của Diên Tuấn Kiệt bất ngờ đăng tải hình ảnh Puka diện trang phục áo dài đỏ, đeo vàng cưới. Ngay lập tức dân tình đặt nghi vấn, phải chăng cặp đôi đã bí mật làm lễ ăn hỏi sau khi công khai chuyện cầu hôn vào ngày 6 tháng 9. Puka và Diên Tuấn Kiệt diện trang phục giống như cô dâu chú rể, tay trong tay tình tứ tại sự kiện. Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là hình ảnh Puka và xin Tuấn Kiệt tham gia một sự kiện của thương hiệu trang sức. Đây cũng là lần đầu tiên dân tình được dịp chứng kiến màn phát cẩu lương ngọt ngào của Puka Dinh Tuấn Kiệt. Trong khoảnh khắc được chia sẻ, Puka và xin Tuấn Kiệt tay trong tay đầy tình tứ. Kể từ sau khi công khai, xin Tuấn Kiệt chăm chỉ phát cẩu lương với vợ sắp cưới khiến fan rần rần thích thú. Hôn lễ của Xin Tướng Kiệt và Puka diễn ra vào tháng 11 tới. Đây hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện hoành tráng nhất nhị vi biết vào cuối năm khi quy tụ dàn sao Việt đình đám tham dự. Xin Tướng Kiệt tiết lộ cách xưng hô hiện tại với vợ sắp cưới Puka. Xin Tướng Kiệt ngượng ngùng khi được hỏi về chuyện yêu đương. Mới đây, Jin Tuấn Kiệt và Puka cùng xuất hiện trong một sự kiện hậu công khai hẹn hò trước công chúng. Khi được hỏi về cách xưng hô hiện tại với vợ tương lai, Jin Tuấn Kiệt ngượng ngùng, cười nói, em kêu là Puka, em thích gọi gì em gọi, phải có lúc này lúc kia mới vui chứ. Khi được hỏi về cách xưng hô hiện tại với vợ tương lai, Jin Tuấn Kiệt ngượng ngùng,